Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phần đa trẻ bị tè tầm về đêm không phải là vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhưng lại gây bất tiện cho trẻ và ba mẹ. Đặc biệt là trẻ mất tự tin, ảnh hưởng tới tâm lý. Đa số là đơn thuần nhưng cũng có những trường hợp phức tạp cần phát hiện và điều trị. Nguyên nhân gây tè dầm ban đêm ở trẻ. Đa số các trường hợp tè dầm ở trẻ không có các bệnh lý tiềm ẩn, gọi là tè dầm đơn thuần do các nguyên nhân cơ bản sau đây. Do bàng quang của trẻ phát triển chậm hơn hoặc có thể tích nhỏ hơn so với trẻ khác. Do di truyền, nếu cả bố và mẹ lúc còn nhỏ bị tè dầm, khoảng 70% con sẽ bị. Và chỉ 40% số trẻ mắc nếu có bố hoặc mẹ bị tè dầm khi còn nhỏ. Có nồng độ một loại hormone làm giảm sản xuất nước tiểu thấp hơn. Giấc ngủ sâu làm trẻ không ý thức được bàng quang đang nhiều nước tiểu. Nguyên nhân này còn đang tranh cãi. Các vấn đề thể chất và tâm lý ít khi gây tè dầm. Một số trường hợp trẻ tè dầm do các vấn đề về sức khỏe như nhiễm trùng đường tiểu, đái tháo đường, nhiễm giun kim, táo bón, ngưng thở khi ngủ, bệnh thận, bệnh lý thần kinh, đang dùng một số thuốc hoặc các rối loạn chức năng bàng quang khác. Điều trị tè dầm đơn thuần. Trong trường hợp trẻ tè dầm đơn thuần, cần kiên nhẫn hướng dẫn giáo dục trẻ. Cha mẹ, người chăm sóc cần nhớ rằng đái dầm là phổ biến ở trẻ em, đái dầm tự hầu hết ở các bé. Đái dầm không phải là lỗi của bé, vì vậy không nên la mắng hoặc phạt bé do đái dầm, mà thay vì đó, bố mẹ có thể an ủi động viên bé, không trêu chọc hoặc khuyên anh chị, bạn bè, không được trêu chọc trẻ, khiến trẻ tự ti. Ngừng sử dụng tã bỉm quần tập khi đi ngủ, vì những thứ này có thể khiến trẻ tè dầm, đặc biệt là nếu trẻ lớn hơn 8 tuổi. Sử dụng biểu đồ tè dầm để dễ dàng giáo dục và cho trẻ nhận thấy sự khen ngợi của bố mẹ khi trẻ có một đêm không tè dầm. Những việc nên làm trước khi ngủ. Khuyến khích bé đi tiểu thường xuyên trong ngày và ngay trước khi đi ngủ khoảng 4 đến 7 lần trên ngày. Nếu bé thức dậy vào ban đêm, hãy đưa bé đi vệ sinh, tránh đồ uống thức ăn có đường và caffeine vào buổi tối. Khuyến khích trẻ sử dụng lượng chất lỏng hàng ngày vào buổi sáng và chiều, ít hơn vào buổi tối, khoảng 40% buổi sáng, chiều 4% và chỉ ít hơn 20% buổi tối. Những việc cần làm trong và sau khi ngủ. Giúp bé đi ra nhà vệ sinh dễ dàng bằng cách sử dụng đèn ngủ trong phòng tắm và hành lang. Ba mẹ cũng có thể cân nhắc sử dụng pô trong phòng khi nhà vệ sinh quá xa, dùng tấm chấm thấm nước để tránh bị ướt giường và mùi nước tiểu. Nếu bé bị tè dầm vào đêm, bị thức giấc, động viên trẻ đi tiểu hết trước khi thay đồ, nhanh chóng thấm khô giường bằng khăn khô hoặc thay tấm lót chống thấm, tránh làm gián đoạn giấc ngủ lâu khi phải sửa sang lại giường. Khuyến khích trẻ giúp dọn dẹp giường buổi sáng, vệ sinh giường và không nên giúp trẻ tắm vệ sinh tránh mùi nước tiểu. Bổ sung liệu pháp tích cực. Khi trẻ đã được 7 tuổi, khi được hướng dẫn đúng cách 3 đến 6 tháng, trẻ vẫn tè dầm, có thể kết hợp thêm một số biện pháp như tiếp tục tạo động lực cho trẻ bằng những phần thưởng khi trẻ có một đêm dài hơn không tè dầm. Cho trẻ tập thức tỉnh và đánh thức trẻ dậy với tác động tối thiểu ít nhất một lần trong đêm và để trẻ tự chủ động đi tiểu và trở lại giường ngủ. Đặt đồng hồ báo thức, đánh thức trẻ trước thời điểm khả năng lớn trẻ bị tè dầm. Lời khuyên của thầy thuốc, tè dầm ban đêm là khá phổ biến cho đến khi trẻ được từ 5 đến 7 tuổi. Phần lớn trẻ tự hết với các biện pháp hướng dẫn giáo dục thông thường. Với đa số trẻ, động viên giáo dục và một số liệu pháp tập luyện tích cực có thể đã giúp cải thiện được tè dầm. Tuy nhiên, không phải là vấn đề y tế nghiêm trọng, nhưng tè dầm có thể gây bất tiện cho gia đình và làm trẻ mất tự tin, ảnh hưởng phát triển tâm lý. Phụ huynh cần kiên nhẫn để hướng dẫn trẻ, tuyệt đối không trêu chọc trẻ hoặc trừng phạt, càng làm trẻ lo lắng. Dù vậy, một số trẻ nhỏ vẫn có các vấn đề y tế phức tạp, do đó, trước khi can thiệp, tất cả các trẻ tè dầm cần được khám bác sĩ để được tư vấn điều trị phù hợp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị cách chăm sóc trẻ viêm tai giữa, tránh biến chứng lên não. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.